trọn đời yêu đạo yên giữa trung khơi giặt vào sông Vô thành câu hát mẹ tôi mà tôi nhớ tôi thương tôi. Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất nước ta một bờ biển dài với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, và Khánh Hòa là một trong những món quà ấy. Không chỉ đẹp với bờ biển dài thơ mộng, tạo hóa còn đưa đến cho Khánh Hòa một lượng vàng trắng hiếm có của loài chim yến. Vì thế, bên cạnh những nguồn lợi to lớn mang lại từ du lịch và thủy sản, có thể nói yến xào là một quà tặng vô giá mà không phải nơi nào cũng được đón nhận như Khánh Hòa. Yến xào Khánh Hòa đã trở thành thương hiệu tổ yến vua được thế giới biết đến. Đó không phải do người Việt Nam tự phong mà những người sành ăn trên khắp thế giới công nhận. Chính vì vậy, nghề yến xào Khánh Hòa ngày càng phát triển và đang được nhân rộng.